Sau khi có thông tin vaccine ngừa COVID-19 nhập về Việt Nam và Bộ Y tế đang lên kế hoạch tiêm vaccine, hiện có rất nhiều cá nhân doanh nghiệp muốn mua vaccine về tiêm cho nhân viên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, vaccine phòng COVID-19 sẽ được triển khai phù hợp với tiến độ cung ứng vaccine, vùng nguy cơ và đối tượng nguy cơ. Cán bộ y tế và những người trực tiếp tham gia phòng chống dịch sẽ là các đối tượng ưu tiên sử dụng vaccine sớm nhất. Theo kế hoạch, việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 sẽ được tổ chức với hình thức chiến dịch, nhưng không phải là triển khai đồng loạt trên toàn quốc cho tất cả đối tượng mà sẽ là tổ chức cuốn chiếu tại các địa phương, cho từng nhóm đối tượng theo tiến độ cung ứng vaccine. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Hồng cho biết, vaccine phòng COVID-19 là vaccine mới, do vậy cán bộ tiêm chủng sẽ được tập huấn để việc sử dụng vaccine và theo dõi xử lý sự cố bất lợi sau tiêm chủng để đảm bảo triển khai vaccine an toàn. Về vấn đề phản ứng phụ, theo Phó Giáo sư Hồng, vaccine cũng như thuốc đều có thể có phản ứng không mong muốn, bao gồm phản ứng thông thường như các phản ứng tại chỗ, đau, sưng hoặc đỏ tại chỗ tiêm, phản ứng toàn thân bao gồm sốt và các triệu chứng khác, khó chịu, mệt mỏi, chán ăn. Theo tài liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, sau tiêm vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca, các phản ứng thường gặp với tỷ lệ lớn hơn 10% như đau đầu, buồn nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, khó chịu, sốt trên 38 độ C, phản ứng tại chỗ như sưng tấy, ban đỏ tại chỗ tiêm chiếm từ 1 đến dưới 10%. Tuy nhiên, các phản ứng sau tiêm chủng thường gặp được báo cáo theo kết quả thử nghiệm lâm sàng ở Brazil, Nam Phi, Anh thì tỷ lệ phản ứng còn có thể cao hơn. Cụ thể, đau tại chỗ tiêm, nhức đầu, mệt mỏi lớn hơn 50%, đau cơ, khó chịu lớn hơn 40%, sốt, ớn lạnh lớn hơn 30% và đau khớp, buồn nôn lớn hơn 20%. Tổ chức Y tế Thế giới không có khuyến cáo trì hoãn việc có thai sau khi tiêm chủng vaccine. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Hồng cũng cho biết thêm, bất cứ khi nào tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hay bất kỳ một loại vaccine, người tiêm sẽ được cán bộ y tế khám sàng lọc và chỉ định tiêm khi đủ điều kiện sức khỏe. Những trường hợp bị sốt hay có nhiễm trùng cấp tính sẽ phải hoãn tiêm, bởi đáp ứng miễn dịch sẽ đạt hiệu quả tốt nhất nếu sức khỏe của đối tượng tiêm chủng bình thường. Vaccine AstraZeneca sẽ tiêm 2 mũi, thời gian tiêm cách nhau tối thiểu 21 ngày. Việc tiêm vaccine bình thường sau một thời gian mới có kháng thể để chống lại virus. Thường thì 15 ngày, cơ thể sẽ có miễn dịch nhưng mức độ bảo vệ còn tùy thuộc vào loại vaccine, tùy vào từng đối tượng và sau tiêm một mũi hay sau tiêm mũi nhắc lại lần hai. Vaccine AstraZeneca miễn dịch khoảng 60-70% và thực tế hiện nay người ta cũng chưa biết miễn dịch kéo dài được bao lâu. Trong thời điểm nguy cơ dịch trên thế giới vẫn còn lây lan và nguy cơ dịch trong nước vẫn còn cao, nên cũng không vì có vaccine hoặc đã được tiêm vaccine mà chúng ta lơ là phòng bệnh. Tôi khuyến cáo người dân cần thực hiện các nguyên tắc 5K, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng khuyến cáo.